Hello, chào các bác nhá. Chào các bác quay trở lại video của em. Đây, cái video mà nhiều bác bảo khi nào hớn thì quay cho các bác xem đây. Đây này, nhiều con đực nhưng mà chủ yếu là mình là lựa chọn ấy, cái con nào mà nó dùng để sản xuất ấy. Đấy, thì là nó sẽ tự quản lý được. Đấy, ví dụ cái con này là nó đang hớn này các bác, cái con kẹp ở giữa ấy. Đấy, đây là như các bác cũng có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm ấy thì các bác hãy cũng để ý là khi hớn thì nó sẽ đứng im như thế này, và nguyên ngày hôm đó thì nó cũng sẽ ăn, gọi là ăn để lác đác chơi thôi, chứ còn là thực ra là ăn nó cũng không nhiều lắm đấy. Và những con bên dưới là những con dê đực tơ, gọi là nó kém, gọi là nó nhỏ hơn đấy, và nhỏ hơn đấy thì cái con đực này nó quản lý được, thì những cái con dưới là luôn là sợ, nó chỉ dám đi bên cạnh thôi. Thực ra là những con bên dưới này cũng rất là hăng sung luôn, nhưng mà nó cái con đực này nó đã quản lý rồi thì không bao giờ những cái con đấy là nó có thể chạm được đến những cái con cái này, trừ phi là nhiều con quá, ví dụ hai ba con cái nó cùng cùng hớn cùng ấy thì mới khó quản lý thôi, mới khó cho con đực này quản lý thôi, chứ còn không thì thực sự là cái đội này không có cửa, đội dê đực nhỏ này này là không bao giờ có cửa đâu các bác ạ. Ví dụ cái con ở trước mặt bọn nó đây là nó hớn đấy thì bọn này là bọn này nó tranh thủ nó xử được, nhưng mà còn đối với cái đội này thì không nhá. Đấy, còn con này mà nó đã quản lý rồi thì đội này không thể đến gần được, đến gần nó đánh ngay. Đấy, dê đực là cũng phải sung như thế này đấy. Nhiều con không phải là đầy đủ nhìn tất cả các bộ phận nhưng mà nó không sung là lúc nào nó cũng béo là không được. Đấy, con dê đực là cũng phải nhìn nó chỉ trung bình thôi, không có béo quá đấy, mà cũng không gầy quá, tức là vẫn chăm sóc đầy đủ các cái chế độ dinh dưỡng để cho con dê đực có thể đảm bảo về quá trình sản xuất giống đấy, đảm bảo về quá trình cái tinh dịch của nó đấy các bác, nó còn nuôi nấng cái ấy của nó nữa. Còn không thì chúng ta cứ sử dụng thì đâm ra nó không đạt các bác ạ, nó lúc nào cái con dê mẹ của chúng ta cực kỳ khỏe luôn, mà lúc nào cũng chỉ đẻ một con hai con là chúng ta cũng phải xem, chỉ đẻ một con ấy, hoặc là nó còn dê nó sinh ra nó còn không đẹp đấy, thì chúng ta cũng phải nghiên cứu. Nếu bắt buộc là không được khoảng một lứa hai lứa, nếu mà không được thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải phải thay con đực khác đấy. Nó phải sung và nắm bắt được khi nào con dê nó động dục thì là mới được đấy. Chứ còn đội này thì cũng chưa sử dụng đấy, nhưng mà con này này thì vẫn đang khá là ok. Con này sau này khả năng mình cao mình cũng sử dụng để thay thế, nhưng mà con bên trên này thì quá ok rồi, nó quản lý thì cực kỳ tốt đấy. Cái tầm cỡ này là nhảy được rồi, còn cái con đực to kia thì mình chắc nó đi về trước rồi các bác ạ. Con đực to kia nó về trước đấy, các bác cũng lưu ý nhá. Đây là thời điểm mà bọn nó đang đi ăn về rồi. Hôm nay mình quay bằng cái máy này thì hơi rung các bác ạ, nên các bác thông cảm nhé. Nhưng mà cái con vật này thì cũng vẫn như vậy thôi. Để qua là nó nét hơn thôi các bác ạ, không không có gì khác hết. Bác nhìn thấy không? Nó đến gần là nó quản lý ngay. Mấy con đang di chuyển về dần rồi các bác. Con dê mẹ cực kỳ to luôn. Ngày trước mà có sân dương thì lai thì hay quá đấy các bác ạ. Thực sự là cái con cuối cùng người dân ở đây họ lại bắt xong rồi. Hồi đó là mình còn đang là học sinh thôi. Hôm nào mình sẽ cân con này giao lưu cùng với bác xem nhá. Nhưng mà không biết là bắt lên cân có được không? Chắc khả năng chắc phải để vào lồng rồi cân chơi cùng với lại bác. Con này hồi mà mình lấy kia là dê mẹ, cái con này là mình lấy là giá 15 luôn đấy các bác. Chủ nhà còn đòi 16 ấy. Chủ nhà đòi 16 nhưng mà hồi đó là mình bắt là giá 15 là con này luôn. Nhưng mà thực sự là mình cũng không tiếc. Đấy, kể cả con này mà dân người ta có bán
mà mình nhìn thấy ưng mắt ưng ý đấy, về về ngoại hình ấy. Đấy, về về sau nó còn sinh sản tốt nữa, thực sự là lúc đấy mà kể cả có 170 thì mình vẫn lấy luôn. Đấy. Sùng các bạn. Thế là con này cũng hớn rồi. Nó đứng như thế này là hớn chắc rồi. Này con được ấy chắc cái di chuyển về trước. Đây này. Mấy con về này nó tranh nhau, nó quản lý, nó đuổi, nó không dám đến gần luôn. Đây này, bé này cũng rất là đẹp luôn. Màu trắng, rất đẹp. Mà hai con đi cùng đây. Đây, kinh nghiệm lựa chọn giống này các bác chưa có nhiều kinh nghiệm thì các bác phải lựa chọn xem con nó phải đẹp như thế này nhá. Đấy, nó phải mượt, rồi hai con nó đều nhau thì các bác hãy nên lựa chọn. Đấy là chưa có kinh nghiệm. Còn cái kinh nghiệm mà về sau là các bác nhận được ấy thì chúng ta về chúng ta làm thì nó sẽ vỡ ra nhiều cái mà các bác cũng vẫn sẽ làm được thôi, không không phải lo về cái vấn đề đấy quá nhiều. Chắc chắn là các bác cũng sẽ nhận đủ hết. Trừ phi là những cái mà nó quá mới. Ví dụ những cái cách đây 2-3 năm về trước ấy, có cái gọi là đậu dê ấy. Đấy. Tự dưng mà nó phát triển ra phát bởi vì là chúng ta gọi là căn bệnh mới. Chúng ta không thể kịp xử lý được. Đấy, dẫn đến là hầu như là thất thoát hết. Đấy, về sau mãi về sau thì cũng phát hiện cũng có vaccine và cũng có liệu trình trị liệu. Đấy. Thì mọi thứ sẽ dần đi vào ổn định hết. Đây này, các bác nhìn cây chuối nó ăn phát một luôn. Nhỏ nhỏ lên nó bẻ nó ăn luôn này các bác. Đấy, đối với dê này mà ăn được chuối như thế này thì rất là tốt. Đối với dê nhà mình là mình cũng tập cho ăn rồi. Ví dụ mấy nữa sẽ nếu mà nắng hôm nào nắng nóng quá thì mình cũng thái cho 1-2 cây chuối cho cả đàn ăn. Cho cả đàn ăn bởi vì là cái thân cây chuối này thì có rất là nhiều nước các bác ạ. Có cực kỳ là nhiều nước nên là cái lượng nước ở trong chuối sẽ bổ sung cho con dê nó nguyên cả ngày luôn mà không cần phải uống nước. Cái dòng dê này uống nước rất là ít thôi. Nhiều bác là hơi cũng hơi bị sai lầm nhá, là đừng có sử dụng cái muối là cho vào chậu. Có những con mà ngày trước từ trước là họ quen cái tập tính rồi thì được, nhưng mà các bác là đang chưa làm quen ấy. Các bác đừng có về giải muối ra, cứ thấy nó ăn là giải, cứ thấy nó ăn là giải là bị ho, bị viêm phổi ngay đấy. Đấy. Mà nó ăn như vậy thì nó sẽ uống rất là nhiều nước. Uống rất là nhiều nước dẫn đến là sẽ bị tiêu hóa, chắc chắn là sẽ có vấn đề. Đấy, sẽ bị tiêu chảy rồi các kiểu luôn. Đấy. Còn đặc biệt là không cho muối vào nước. Nếu có thì các bác hãy để vào trong cái can ấy. Như ở các cái video trước thì mình cũng đã quay cái can đó. Cái can đó sử dụng rất là hiệu quả, mình khẳng định luôn. Nếu mà sử dụng muối, còn không thì các bác nuôi số lượng nhiều thì các bác nên phải bổ sung đa liếm. Thì con dê mới đủ các cái chất khoáng. Đấy, cái can đó đầu tư chả đáng bao nhiêu nhưng mà sử dụng được mấy năm nay rồi. Mỗi cái hình như có 60 rồi. Mà sử dụng rất là hiệu quả. Đấy. Chúng ta để nước, để muối vào nước rồi con dê nó cứ thấy ngọt là nó cứ uống thôi. Còn uống như vậy là sẽ xảy ra vấn đề ngay. Mà con dê là nó cũng không sử dụng quá nhiều nước. Đấy, tầm giờ này là cũng về dần rồi các bác ạ. Thôi, sau đây mình sẽ di chuyển về nhá. Sau đây mình về nó cũng sẽ về hết luôn rồi các bác ạ. Tầm này mình về là nó sẽ di chuyển về hết theo luôn. Đây, ở đây cũng cặp hai con đây, kẹp hai con đây. Con cũng rất là ok. Rồi, chào các bác nhá. Hẹn các bác ở các video tiếp theo. Sẽ chia sẻ những cái video bổ ích, giao lưu cùng với lại các bác. Chào các bác nhá. Các bác thấy hay để lại cho em một lượt thích và một lượt đăng ký kênh. Đây này, mình di chuyển về thì nó cũng phát hiện là mình về nên là nó cũng về hết luôn. Về dần thôi các bác ạ. Đấy, chất lượng của video này thì hơi kém, các bác thông cảm nhá. Chủ yếu là truyền cảm hứng rồi quay các video để lan tỏa cùng với lại các bác giao lưu, học hỏi lẫn nhau thôi. Rồi, chào các bác nhá.